Xin chào các bạn, đây là video tổng hợp về sự kiện Wanderlust của Apple vừa xong thì sau khi xem xong sự kiện mình, một số mod và vài bạn có mặt ở apply đều có chung một cảm nhận đó chính là sự kiện năm nay của Apple hơi chán và có phần lê thê khi mà Apple họ không mang đến quá nhiều những sự bất ngờ về những sản phẩm điều mà mọi người đang rất là mong chờ vào những sản phẩm mới của Apple mà họ đã dành khá là nhiều thời gian của mình gần một tiếng đồng hồ để chỉ nói về những biện pháp hay là những kế hoạch bảo vệ môi trường đến năm 2030 của họ về việc giảm phát thải CO2 ra môi trường rồi những biện pháp bảo vệ môi trường bằng vật liệu tái chế vân vân và vân vân rồi cho người dùng xem những đoạn phim ngắn những đoạn video rất là dài dòng rồi mới đến những sản phẩm chính và cũng khá là mờ nhạt chứ không có những cái sự wow hay là quá là bất ngờ giống như là những cái sự kiện nhiều năm về trước mà mình đã rất là hào hứng để xem đó là một vài cảm nhận về không khí của sự kiện còn vào phần chính Wanderlust hôm nay Apple giới thiệu tổng cộng 7 thiết bị mới đầu tiên thì chúng ta sẽ có Apple Watch Series 9 với con chip mới là S9 và một vài những nâng cấp khác ví dụ như là độ sáng màn hình tối đa sẽ là 2000 nits và họ cũng có cập nhật thao tác cử chỉ bằng cách double tap hai cái ngón tay để em click chọn vào màn hình thay vì chạm tay vào màn hình cho những lúc mà chúng ta đang không rảnh tay đối với chế độ luyện tập thể dục thể thao thì Apple họ cũng có những cái nâng cấp nhỏ với bộ môn chạy bộ nè hay là đạp xe ngoài trời và cũng có nâng cấp tính năng theo dõi chu kỳ kinh nguyệt đối với chị em phụ nữ Apple Watch Ultra 2 cũng được Apple giới thiệu với ngoại hình không thay đổi so với thế hệ trước và nó vẫn là một chiếc đồng hồ đáp ứng nhu cầu của người dùng thiên về luyện tập thể dục thể thao đáp ứng được thời lượng pin lâu dài hơn và màn hình to hơn so với phiên bản bình thường của Apple Watch và cái phiên bản Ultra 2 này sẽ được nâng cấp lên độ sáng màn hình là 3000 nits và cái thời lượng pin của nó sẽ kéo dài là 36 giờ ở chế độ sử dụng thông minh và 72 giờ ở chế độ tiết kiệm pin như vậy thì Apple Watch Series 9 hay là Ultra 2 có những cái sự nâng cấp nhưng mà đó là những cái nâng cấp rất là nhỏ nhỏ chứ không có quá là đột phá hay là quá vượt trội so với các thế hệ trước. Đồng thời thì Apple cũng giới thiệu nhanh qua thôi về dòng AirPods Pro thế hệ thứ hai với cái hộp sạc sử dụng cổng USB-C mà Apple họ có cái tên là hộp sạc MagSafe USB-C. Cổng USB-C này cho phép người dùng sạc trực tiếp AirPods bằng các dòng sản phẩm iPhone 15 series. Tức là chúng ta có thể cấm trực tiếp cổng USB-C từ iPhone 15 series sang cổng USB-C của AirPods Pro thế hệ thứ hai là sạc được cho nó. Tiếp theo chúng ta sẽ có bốn dòng iPhone 15 với một vài những nâng cấp nổi bật. Đầu tiên là iPhone 15 thường và iPhone 15 Plus. Hai cái phiên bản giá rẻ này của iPhone 15 sẽ nhận được những nâng cấp đáng giá hơn rất nhiều so với thế hệ trước. Màn hình bây giờ đã được nâng cấp lên Dynamic Island thay vì sử dụng tay thỏ. Rồi camera thì cũng được nâng cấp với độ phân giải của camera chính là 48 megapixel và độ sáng tối đa của màn hình là 2000 nits. Như vậy thì người dùng sở hữu iPhone 15 hay là 15 Plus vẫn có thể trải nghiệm được những tính năng cao cấp về màn hình và về camera giống như những cái phiên bản cao cấp ở thời điểm hiện tại. Đó là nâng cấp mà mình cảm thấy là giá trị. Còn về mặt cấu hình thì máy sẽ sử dụng con chip Apple A16 Bionic, con chip đang được sử dụng ở trên dòng iPhone 14 Pro và 14 Pro Max. Đáng chú ý là năm nay Apple họ đã có một sự phân cấp rất là rõ rệt giữa dòng iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max về phần camera của máy. Cả hai máy được được chuyển sang sử dụng khung viền bằng titanium thay vì khung viền bằng thép giúp cho khối lượng của máy trở nên nhẹ nhàng hơn. Ví dụ như là iPhone 15 Pro Max nó sẽ có khối lượng là 221 g, nhẹ hơn so với 240 g của iPhone 14 Pro Max hiện tại, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của những người dùng thích xài phiên bản cao cấp nhưng mà có khối lượng nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên thì anh em nào sở hữu phiên bản iPhone 15 Pro Max với màn hình 6.7 inch mới được hưởng toàn bộ full option những cái nâng cấp đến từ Apple trên thế hệ mới bởi vì là chỉ có iPhone 15 Pro Max mới được Apple áp dụng ống kính tiềm vọng còn với phiên bản Pro thì không có Cả hai đều sẽ có camera chính là 48 megapixel. Tuy nhiên thì ở phiên bản Pro Max nó sẽ nhỉnh hơn về mặt camera Mang đến cho người dùng trải nghiệm camera nhiều hơn so với phiên bản Pro Tất nhiên là với những trang bị nâng cấp và phân cấp rất rõ rệt từ Apple thì iPhone 15 Pro Max đã được nâng mức giá lên với giá khởi điểm từ 1.199 đô la. Một thay đổi nhỏ nữa ở dòng Pro Series đó chính là Apple họ đã bỏ đi nút gạt âm thanh ở cạnh bên của điện thoại mà thay vào đó là nút cảm ứng lực để mà chúng ta có thể điều chỉnh việc tắt hoặc là mở âm thanh ở trên điện thoại chỉ bằng việc chạm. Thông tin cuối cùng đó chính là Apple họ đã chính thức chuyển sang sử dụng cổng USB-C thay vì là cổng Lightning cho toàn bộ dãy sản phẩm iPhone 15 series. Và cái cổng USB-C này cũng sẽ được phát giống như là cổng Lightning hiện tại để cho người dùng có thể dễ dàng thao tác cắm dây sạc vào trong máy. Nó sẽ có cái khả năng truyền data nhanh hơn gấp 20 lần. Đó là những thông tin nổi bật về sản phẩm mà Apple đã ra mắt tại sự kiện Wanderlust hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video này. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại.